Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điều khiển một chiếc máy bay đi qua những cánh cổng để có thể nâng cấp nó, sau đó điều khiển chiếc máy bay này đáp xuống đúng chỗ để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Vừa mới vào game mình đã có ngay một cái máy bay trị giá 24.000 đô la Mỹ. Ủa trời ơi, 24.000 đô, bạn nào tính hộ mình ngay là bao nhiêu tiền Việt Nam nhá. Chứ số này to quá. Lại đã thế, cánh cổng trước mặt có vẻ như là mình phải đi vào cái cánh cổng nào mà là màu xanh để cộng tiền đúng không? 3.4.000. Ok, cộng 16.1.000. Ủa là ăn tiền ở trên sàn này. Oh, nâng cấp lên thì một cái máy bay trực thăng à? Wow. Và hả? Trên đời nào có cái máy bay nào mà phải kéo cái này như kiểu là cái ná thun cao su vậy? Ui rồi, bắn ra đây. Và mình có thể lái máy bay được à? Wow. Đáp xuống trên đỉnh của một tòa nhà. Vâng, chắc chắn đây không phải đỉnh tòa nhà rồi, rồi chỉ có nhân một. Như vậy là mình phải hạ cánh đúng chỗ nha, chứ hạ cánh trên đường như này là chết đấy. Ô tô nó cán qua luôn. Vâng, và chắc chắn chúng ta sẽ không thể thiếu được quảng cáo rồi. À, và mình có một cái lựa chọn để có thể giữ hoặc bán cái máy bay này đi. Uầy, uầy, trò này có cả kiểu là hình mẫu 3D để mình xoay xoay á, để mình ngắm cái máy bay đẹp đấy. Bán nó được 63.000 đô lận. Rồi, bán luôn 65.800 đô. Ok. Và với một đống tiền như vậy, mình vẫn tiếp tục khởi đầu. Yeah, chơi một tí là có tiền liền à. Rồi, xem quảng cáo ở nâng cấp ra dẹp đi. 136.000 đô, 189.000 đô. Máy bay của mình đã làm nâng cấp thành máy bay màu xanh. Whee! Nào, xuống đây. Ôi dồi, may quá, tí thì đâm vào cái nhà rồi. Chỉ được nhân một thôi các bạn ạ, hơi bèo. Và mình mở khóa được 40%. Mình mở khóa đến cái chân váy của, có vẻ như đây là cô tiếp viên hàng không rồi. Không hiểu rằng là cái máy bay trực thăng này có một chỗ duy nhất cho mình ngồi mình lái thì cô tiếp viên này ngồi đâu? Cô tiếp viên này bám vào trên cánh máy bay à? Vãi chưởng. Đến cấp 2 thôi mình đã mở được máy bay. Máy bay kiểu máy bay cá mập à? Với giá tiền lên đến 189.000 đô. Nhưng mà bây giờ mình chưa hiểu là tiền để làm gì chứ, đúng không? Chưa hiểu tiền để làm gì cả. Thế nên là, thế được rồi, bây giờ mình thì mình, có lẽ là bây giờ mình cứ bán đi ha. Mình cứ bán cái máy bay này đi. Đó, 259.000 đô. Để xem là tiền trong trò này là để làm gì nào. À đây, đây, đây. Tiền trong trò này chúng ta có thể sử dụng. Nâng cấp giá tiền, tăng thêm thu nhập, tăng thêm sức mạnh của cái dây. Rồi, cửa hàng có gì không? À, cửa hàng là mình sẽ mua tiếp viên đây này. Còn đây là gì? Anten này là cái gì đây? Ô, chúng ta có cả skin cho cả máy bay và cả skin cho cả cái động cơ tên lửa ở phía sau, khói phía sau này. Ồ, xem quảng cáo là ra khói mới nha. Đâu, thử làm quả xem quảng cáo cho quả khói điện đi. Trời ơi, xịn chưa? Bây giờ phụt ra từ đít của mình. À nhầm, đít máy bay của mình. Không phải là cái tia khói khói bình thường này nữa, mà là quảng cáo à. Nó để biến thành tia lửa, tia điện sấm sét. Đấy, xịn cho con bò luôn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp tiếp vào giá tiền này. Nâng thêm cả cái dây này. Quan trọng là cái dây này. Mình nghĩ rằng là cái này rất là quan trọng để cho mình có thể bay được xa hơn. Yes, nâng được lên cái máy bay trực thăng này luôn rồi. 57.000 đô. Ok, đi qua bên này. 12.3.000. Đó, nâng cấp thẳng lên luôn. Nào, 42.000 bên phải. Đó, nâng cấp lên 174.000. 218.000. Wow, máy bay trông xịn chưa? Wow, giờ đã là máy bay như kiểu máy bay chiến đấu của kiểu là quân đội đúng không? Nào, 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 nào. Đó, quả này là hơi căng này. Ê, giờ mình nghĩ là mình có thể kéo nó qua trái qua phải được nha. Rồi xem nào, mình thử bắn nó bên trái đi. Piu. Báo thế chưa đi. Chiến nhá. Đấy, nhiều cổng đấy. Ui rồi, ui rồi, ôi. Này, né quảng cáo luôn. Gì đây, trừ à, trừ thấp thôi. Skin mới, ui cha. Rồi, skin mới xong rồi, chúng ta lại đổi máy bay luôn các bạn ạ. À không, máy bay này skin này được. Rồi nha, chút kinh nghiệm này, chúng ta không có bay sang trái nữa, bay thẳng phía trước thôi. Nó mới có cái đường dốc để nó đưa mình lên. Whee! Rồi, lại vào đây. Cái này đây, cái này, 5x. Rồi, ơi, con ơi, nó lừa mình các bạn ơi, nó lừa mình. 316.000 đô, mình nên bán hay nên giữ? Quả máy bay này RF8 nhìn cũng có vẻ chất lượng đấy nhờ. Nhưng mà mình sẽ không bán đâu, mình sẽ giữ lại để mình dùng tiếp. Mình sẽ nâng cấp nó đẩy lên càng cao càng tốt. Tưởng giữ lại để chơi tiếp chứ. Thế giữ lại để làm gì? Ôi, từ từ, mình đi đâu này? À, mình là tiếp viên này. Và hóa ra giữ lại là để làm gì? Giữ lại là để như kiểu một cái kho máy bay của mình thôi các bạn ạ, chứ không phải là giữ lại để chơi tiếp. 20.000 đô để mở khóa cái này. Có 11.000 đô à, mở bằng cái mắt à. Trời ơi, nó lừa tôi. Biết thế bán cho nhanh. Nào, rồi. Tôi mời các bạn ạ, cái giá tiền trong trò chơi này ấy, nó lạm phát, nó đẩy giá lên con số khổng lồ thật ạ. Wow, màu đỏ đẹp nha. Nhưng mà
nâng cấp cái là đổi qua máy bay khác luôn ạ. Thế thì làm gì? Thế thì đổi bầu làm cái gì? Quy nghiệm này, giờ mình sẽ bắn nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình bắn giảm lực lại nhá. Như này thôi. Đấy, là thằng nào để cái anten? Đề nghị gì đấy, bộ kế hoạch đất đai gì đó đến giải tỏa mặt bằng ngay cái nhà này cho mình cái nào. Chơi gì mà xây nhà lại để cái anten lại tròi ra ngoài thế, vướng đường máy bay nó bay, cáu thật ra. Rồi xong thế là mất, đâm cái là mất máy bay luôn, khỏi phải mà bán đi lấy tiền gì. Đến nản ạ. Rồi rồi nào, cố gắng lại nào. Thôi, không nên tiếc. Cái máy bay đấy là máy bay rẻ tiền, tiếc làm cái gì. Ấy, nhưng mà chính ra là nó vẫn đắt hơn cái này đó. Cái này có 281.000 đô các bạn ạ. Nào, lại nha. Thử lại nha mày nha. Này. Rồi, đó, được rồi, được rồi. Quả này ăn rồi này. Quả này ăn rồi. 50. Nó đáp xuống cái 3X xong rồi nó trượt xuống dưới. Rồi, được rồi, được rồi. Bán luôn. 1,1 triệu đô mình đã kiếm được, rất đơn giản thôi. Và bây giờ mua đồ nào? Đầu tiên, à ok, giờ mình chưa muốn mua anten, mình muốn mua cái mũ trước. Mình muốn mua mũ của chú Hề. Mua luôn. Đó. Phù hợp với mình rồi đấy. Mũ của chú Hề. Đó. Máy bay cũng phải Hề chứ lại. Người điều khiển đã là Hề rồi thì máy bay cũng phải Hề như vậy. Trời ơi, trông quả mũ kìa, cute phô mai que chưa? Đó, ăn hết tiền luôn này. Ăn cả tiền bên phải, 757.000 đô. Một chiếc máy bay rất Hề. Và mình sẽ nào, quả này thử lại nha. Phải ăn này. Đó, được đấy, chắc ok rồi. Ok, xuống nào. 50. 700.000 đô. Wow, quả máy bay này nhìn trông nó đã xịn sò hơn rất nhiều đấy. Với cái giá cũng xứng đáng. Để bán nó đi, 1,1 triệu đô. Ôi, kiếm tiền dễ không? Bây giờ nào, bây giờ mới cho cái đô nắt lên đây nè. Đâu rồi, đô nắt màu nào đây? Màu xanh đi. Đó, lắp anten vào. Đấy. Đấy, cái máy bay của mình nó lắc này. Là cái anten nó cũng lắc theo kìa. Trông cái đô nắt cu tê vậy. Buộc cái chìa khóa, ok. Đó. Rồi, máy bay này cứ bắp, mình khỏi bán, mình giữ lại thôi. Nào, quả này thôi. Thời phun lực đi. Phun lực. Đó, bay thẳng phía trước. Yes, được nhân 2 rồi, let's go. Và mở khóa được một em tiếp viên mới. Nhưng mà cũng cho em ý ra đi thôi. Rồi, nhân 2 lên, được 3.000 đô. Trời ơi, thế thì. Trời ơi, mãi mới được quả máy bay trông nó Hề chúa như này. Thôi, bán đi vậy các bạn ạ. Máy bay này dở quá, rẻ quá, bán đi thôi. Vâng, tiêu hết, sau khi mình đã tiêu hết tiền vào những việc vô bổ thì mình còn lại 114.000 đô. Cũng đủ tiền để mà nâng cấp cái này. Đó, 72.000 đô cho chiếc máy bay của mình. Đó. Rồi, giờ thì nó sẽ lên được máy bay cấp cao nhanh hơn rất nhiều. Skin mới. 1,3 triệu đô. Wow, đây mới là trực thăng xịn sò con bò này. Ai da. Ôi, trực thăng 1,5 triệu đô. Có anten donut ở phía sau và mũ chúa Hề ở trên cánh quạt trực thăng. Và game nó không thể chịu nổi xịn sò của mình nên nó đỡ mất tiêu rồi. Rồi, nhà từ đâu mọc lên ạ. Đỉnh đấy. Nào, ok, quả này này. Quả này là bay, gọi là bay cháy máy luôn này. Nào, 1, 2, 3. Trời ơi, nghe thấy máy bay đã chưa? Phế chưa? Nhưng mà rồi sao nữa? Rồi thì sao? Rồi thì nó cũng chỉ được tới đây mà thôi. Nó đứng giữa ngã tư đường luôn. Cũng chỉ nhân 1 mà thôi à, có hơn gì đâu. Nhưng mà bán được 1,5 triệu đô nha. Quan trọng là như thế các bạn ạ. Ôi. Đó. Trông xịn sò con bò như thế này cơ mà. Bán luôn. Rồi, vậy thì tiền như này thì mình chỉ việc là mình nâng cấp. Đây. Nâng hết vào cái này đi. Nâng vào cái dây này. Đó, level 20. Có bao nhiêu nâng vào máy bay. Rồi, Zamba income bỏ đi. Rồi, 75.000 đô. Trời ơi, giờ là giá tăng khủng khiếp lên theo hàng 100.000 đô luôn chứ. Nào. Đó, 713.000 này. 377.000 này. 125.000, ô, 1 triệu đô ra tiếp máy bay trực thăng mà hai bên. Ôi, mình không biết gọi là như nào các bạn ơi. Rồi, xem nào. Đẩy lực đã lên này level 20 thì sẽ bay xa bao nhiêu đây? Whee! Bay tới đâu?
300m, 400m rồi. Cái đích của mình nãy là mình bay xa nhất ở đây này. Mình đã vượt được rồi. Và mình có thể bay được tới, qua được cái vạch kẻ đường không? Suýt soát vạch kẻ đường nhân 1 thôi. Nhưng mà thôi, mình sẽ để lại hành trình lái máy bay bà già. À nhầm, lái máy bay này cho các bạn. Các bạn hộ mình là đáp nó xuống được nóc nhà cho mình nhá. Chứ mình là thua rồi đấy. Trò này điều khiển đúng khó luôn ấy. Còn nếu bạn nào mà giống mình không thể nào chơi được trò này thì đây, bấm vào đây để xem video tiếp theo thôi, chứ còn đợi gì nữa.